Xin chào tất cả quý anh chị và ngày hôm nay Phước Sửu sẽ mang đến cho quý anh chị một cái sản phẩm cực kỳ hấp dẫn tại dự án Dai Gai Nhà Bè. Với dự án này thì tổng quy mô là lên đến 350 hectare và ở đây hiện tại là với phân khu đầu tiên là 17.8 hectare, chủ đầu tư cho ra 350 căn thấp tầng. Và một cái sản phẩm ngày hôm nay Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị là một căn biệt thự đơn lập và có khoảng 150 mét vuông sân vườn. Và bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà di chuyển vào bên cái căn biệt thự này để khám phá những cái vẻ đẹp cực kỳ của căn nhà này nhé. Đây chỉ là một mặt tiền phía sau của căn nhà thôi, nhưng quý anh chị nhìn thấy là một cái con đường khá lớn trước mặt Phước Sửu. Đây là một con đường chính của dự án, rộng lên đến 22 mét, và từ cái vị trí này thì mình di chuyển ra tầm khoảng 50 mét là gặp một bờ sông cực kỳ mát mẻ. Và nơi đây thì những cái cảnh quan lên kép thiết kế của chủ đầu tư, những cái concept là những loại cây hoa cao tầng và thấp tầng làm cho cái khu dân cư trở nên nổi bật và sang trọng hơn. Với những cái loại hoa ở nơi đây thì có đầy đủ màu sắc và được phối màu theo theo hình thức là xuân hạ thu đông. Và bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà di chuyển vào căn biệt thự bên trong này. Mới chỉ là di chuyển vào mặt sau thôi, nhưng mà căn biệt thự này có đến hơn 100 mét vuông sân vườn. Nơi đây thì quý anh chị có thể trồng khá nhiều loại cây xanh nè, làm những cái tiểu cảnh mặt tiền sau. Nhưng mà với mặt tiền sau này thì quý anh chị có thể thiết kế làm một cái cảnh quan của phòng khách nhìn ra cái sân vườn và nhìn ra bờ sông. Thì căn biệt thự này với tổng quy mô diện tích là 300 mét vuông cộng với khoảng hơn 100 mét vuông sân vườn. Thì ở đây thì mình thiết kế gồm một trệt, hai lầu, ở trên là áp mái sân thượng cả nhà ha. Rồi bây giờ mình di chuyển vào bên trong cả nhà ha. Wow, với một cái tầm view cực kỳ đẹp và một cái không gian cực kỳ thoáng mát, cực kỳ lý tưởng. Và một mặt tiền của căn nhà này nữa là một mặt tiền chính cả nhà ha. Với mặt tiền chính này thì một tầm view cực kỳ đắc địa luôn. Wow, ở đây thì nhìn trực diện ra một lớp hầu hơn 2.000 mét vuông, và nơi đây sẽ có một cái hồ bơi. Quý anh chị có thể là thoải mái phóng rộng cái tầm mắt và đặc biệt những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp tại cái khu Dai Gai này. Rồi bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà mình sẽ di chuyển ra cái mặt tiền chính. Mặt tiền chính của căn nhà này thì đường nội bộ là 12 mét, sẽ hơi tránh nhau thoải mái. Và nhìn vào cái cách thiết kế của căn nhà này là một hình thức gọi là bán cổ điển cả nhà ha, theo một phong cách rất là Tây. Và ở đây là sơn theo dạng full gai. Và ở đây thì quý anh chị có thể là lắp và xe hơi đậu đổ trong nhà, hoặc là mình có thể đậu xe hơi bên ngoài. Ở đây thì mình có thể đậu được 2 đến 3 chiếc xe hơi luôn. Và cùng với Phước Sửu mình di chuyển vào bên trong. Ngoài những cái khung viên để làm sân vườn, trồng những loại cây cao tầng ở đây hoặc thấp tầng ở đây hoặc cây trồng hoa, thì mình vào bên trong để khám phá cái cách thiết kế của bên trong ha. Với cái căn biệt thự này thì quý anh chị có thể là thiết kế một cái gian phòng khách ở mặt sau, và ở đây gọi là có một cái lối thông tầng và một cái hệ kiến rất là cao. Từ cái vị trí này thì mình nhìn trực diện ra bờ sông và nhìn ra một cung đường lớn, và nhìn ra những phân khu thứ hai. Với cái phân khu thứ hai là phân khu Dai Edu Coty. Với cái phân khu thứ hai này thì sẽ là một phân khu về giáo dục trường học. Còn đối với cái căn biệt thự này thì sẽ thiết kế gồm một trệt hai lầu. Đây là không gian của tầng trệt thôi cả nhà ha. Nếu quý chị có thể là làm ở đây, nơi đây là một cái gọi là gara xe hơi. Còn không thì mình sẽ thiết kế từ trước đến sau là một cái không gian của phòng khách, phòng bếp và phòng sinh hoạt chung. Và bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà di chuyển vào trên tầng 1 để xem tầng 1 này tầm view như thế nào và thiết kế được những sản phẩm nào nha. Đây là một cái lối thiết kế cực kỳ độc đáo của một số cái đơn vị thiết kế của chủ đầu tư GSENC. Ở đây thì tầng trệt là thiết kế phòng khách, phòng bếp, thì tầng 1 thì mình có thể thiết kế được hai phòng ngủ cả nhà ha. Và tất cả trước sau đều có ban công hết. Và cái ban công này gọi là tầm view triệu đô cả nhà. Với cái ban công này thì mình có thể nhìn trực diện về một dòng sông thơ mộng đầy hiền hòa. Và ở đây thì có khá nhiều loại cây xanh phía trước
mặt sau của căn nhà thôi là có một cái không gian sân vườn nằm trong khuôn viên sân vườn của mình luôn. Và quý anh chị có thể là decor, design, thiết kế những cái sản phẩm theo quý anh chị, và anh chị có thể là tiếp khách, đón khách tại ngay mặt sau này luôn. Bởi vì như mọi người nhìn thấy, cái không gian sân vườn mặt sau đã chừa cái hè cửa cho mình luôn rồi. Mình có thể là rào hay là đóng lại để cho nó an ninh hơn. Nhưng mà điều đặc biệt tại cái khu dân cư này á là Savo quản lý nha cả nhà, Savo quản lý và rất là an ninh 24/24. Và nơi đây thì quý anh chị có thể là an tâm hơn với một cái sự chỉnh chu, một cái cách thiết kế tài tình và những không gian sân vườn, những cái tiểu cảnh và những cái công viên bờ sông ở đây sẽ giúp cho quý anh chị thư giãn hơn sau một ngày làm việc và chọn nơi đây để ở và đầu tư sinh lợi. Thì quý anh chị cần thêm thông tin về căn biệt thự này, hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Hiện tại chủ nhà gọi là đang muốn bán với một cái giá hợp lý. Thì về cái mức giá như thế nào, quý chị inbox ngay cho Phước Sửu để nhận cái mức giá. Và đặc biệt ở đây thì pháp lý hoàn chỉnh, sang tên ngay cho quý chị, và anh chị có thể là về design, decor, nội thất để vào ở ngay. Rồi, xin chào quý chị và hẹn gặp lại quý chị nhiều video sau. Quý chị đừng quên là like, share và subscribe kênh của Phước Sửu để nhận về những video mới nhất về khu dân cư GS và đặc biệt những bất động sản đang cần bán ở toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.